Chào mừng tất cả anh em đến một video nữa của anh em chúng mình. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những chiếc flycam của nhà DJI đã ra mắt trong năm 2023. Thì đầu tiên cái timeline thời gian của anh em chúng ta sẽ dừng lại ở tháng 2 năm 2023 với chiếc flycam mình nghĩ là nhỏ nhất được ra mắt năm nay, đó là chiếc flycam mini 2SE. Thì đối với mini 2SE thì mình thấy là một sản phẩm nó rất là phù hợp và rất là thiết thực cho những anh em mới bắt đầu chơi flycam. Mini 2SE thì có một ngoại hình nhỏ này cho anh em dễ mang vác và di chuyển. Nhưng ngoại hình nhỏ này không đồng nghĩa việc là mini 2SE sẽ thiếu chức năng, mà mini 2SE vẫn sẽ có đủ các chức năng thông minh như là quick shot này, auto return home, hay là có khả năng quay đến 2.7K. Và sau đó 2 tháng thì chúng ta được ra mắt một sản phẩm mà anh em hay gọi vui là chiếc SH có thể bay trên bầu trời, Mavic 3 Pro. Mavic 3 Pro là dòng sản phẩm cao cấp nhất được nối tiếp dòng Mavic 3. Và Mavic 3 Pro sẽ tạo cho mình cảm giác cực kỳ thỏa mãn từ một thiết kế rất là hầm hố, đầm chắc và quá trình vận hành trong điều kiện thực tế rất là mượt mà. Và mình đánh giá thì Mavic 3 Pro là một sự tổng hòa khá là hoàn hảo. Cụm 3 camera được kết hợp với Hasselblad gồm 3 tiêu cự là 24mm, 70mm và 166mm. Thì mình nghĩ 3 tiêu cự này sẽ giúp cho anh em có thể đáp ứng được nhiều trường hợp khác nhau, đặc biệt ở những tiêu cự khá là xa như là 166mm. Sẽ tạo cho một hiệu ứng khá là cinematic cũng như là gom được background khá là tốt. Để tiếp tục trong tháng 4 này mà chúng ta không nói đến Inspire 3 thì thực sự là một thiếu sót cực kỳ lớn. Tuy là mình chưa được trải nghiệm chiếc Inspire 3 này, nhưng mà Inspire 3 mang đến cho mình một nguồn cảm ứng rất là lớn khi mà một con quái vật bay trên trời có thể quay được chất lượng 8K cực kỳ cao. Mà chất lượng 8K này thì đáp ứng hoàn toàn cho những anh em làm phim và có thể đồng bộ với rất nhiều các thiết bị làm phim khác dưới mặt đất. Cũng như là Inspire 3 được nhà sản xuất DJI sáng tạo cho nó một cái hệ thống an toàn rất là thông minh. Do đó mình nghĩ Inspire 3 là một sản phẩm cực kỳ hữu dụng, thực tế cũng như là một cái bước tiến cực kỳ lớn trong ngành flycam. Tại vì có một con flycam có thể quay được lên đến 8K và đáp ứng được nhu cầu của những em làm phim. Và dịch tiếp thêm 3 tháng nữa đến với tháng 7, chúng ta sẽ có một siêu phẩm. Mình nghĩ là chắc chắn vẫn là sản phẩm mình sẽ bỏ tiền và đáng tiền nhất để mua trong năm nay, đó là chiếc DJI E3. DJI E3 vẫn đáp ứng được nhu cầu cho mình là một chiếc flycam ngoại hình hầm hố này, chắc chắn để chúng ta có thể bay trong những điều kiện thời tiết khó, nhưng mà vẫn rất nhỏ gọn và nhẹ nhàng để cho mình có thể mang vác. E3 là một phiên bản khác so với những phiên bản E đời trước, là nó có những góc đặt cảm biến mới. Và góc đặt cảm biến này cho DJI E3 có thể tận dụng được đa hướng hơn. Do đó là cái quá trình mà DJI E3 có thể nhận diện cảm biến nó thông minh hơn, và từ đó là có thể xác định cái đường bay. Và trong nhiều điều kiện mình đã bay thực tế thì mình thấy là cái chức năng này hoàn toàn có thể tin tưởng được. Và với cái nhu cầu của mình thì file quay của DJI E3 là 4K 60fps, 10 bit, D-Log M. Thì file D-Log M nó sẽ như là bản mini vậy. Đối với những anh em mà mới bắt đầu tập quay, hoặc là chúng ta muốn quá trình hậu kỳ chúng ta nhẹ nhàng hơn, thì file D-Log M này giúp anh em dễ dàng làm màu hơn. Và DJI E3 cũng sở hữu cho mình hai góc cam, một góc cam wide và một góc cam tele. Mình thấy trong nhiều trường hợp với góc cam tele này khá là phù hợp cho mình, và mình có thể sáng tạo nhiều góc quay hơn, cũng như là có một số cảnh trông nó cinematic hơn một chút. Ngoài các chức năng bay thông minh thường có ra thì DJI E3 cũng sở hữu cho mình Waypoint Fly. Và Waypoint Fly này giúp cho anh em có thể set up các đường bay sẵn từ trước để có những cú máy thật là mượt mà. Và cuối cùng đến với tháng 9, chúng ta sẽ lại có một sản phẩm mới của dòng mini, đó là Mini 4 Pro. Và anh em hay nói Mini 4 Pro là một siêu phẩm của dòng mini năm nay. Hơn ngờ đời một tí, nhưng mà đối với Mini 4 Pro thì mình sẽ bàn về chất lượng quay đầu tiên. Đối với chất lượng quay của Mini 4 Pro thì nó sẽ là 4K 60fps, 10 bit, D-Log M. File D-Log M như mình nói ở trên thì nó sẽ dễ dàng cho anh em và thân thiện với anh em trong quá trình hậu kỳ hơn. Và cái file 10 bit màu sẽ cho ra một cái dynamic range rộng hơn, cho anh em có thể thoải mái hơn trong quá trình hậu kỳ. Và Mini 4 Pro là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng mini mà có cảm biến đa hướng. Và mình thấy là cảm biến đa hướng của Mini 4 Pro hoạt động khá là tốt và mượt mà. Anh em hoàn toàn có thể tin tưởng được chức năng này. Và không nằm ngoài dự kiến thì Mini 4 Pro vẫn có khả năng quay dọc bằng gimbal. Và điều này sẽ cho chúng ta một cái video dọc với full chất lượng như mình đã nói ở trên, và rất tiện lợi cho anh em làm content creator trên các nền tảng mạng xã hội dọc. Và tuy là một dòng mini, ngoài các chức năng thông minh mình thường thấy ra thì Mini 4 Pro đã có Waypoint Fly. Và Waypoint Fly là mình nghĩ một chức năng cực kỳ đáng tiền trên một sản phẩm dòng mini. Và mình đã có một video về Waypoint Fly ở đây rồi, anh em thể bấm vào xem nhé. Và trên đây là mình tổng hợp tất cả những sản phẩm flycam nhà DJI đã ra mắt trong vòng 2023. Và anh em thích sản phẩm nào nhất, hãy để lại comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này. Hãy cho mình một like, một share, một subscribe để đón chờ những video sau từ team của chúng mình nhé. Tạm biệt anh em.